Đại bò em trở lại video hôm nay, kính chào cô chú anh chị gần xa. Hôm nay bò em trực tiếp bò lên xe giao khách Lai Dung Đồng Tháp. Mời cô chú anh chị gần xa nuôi bò đánh trại xem tham khảo ấy, xem xét chuộng chốt bò em sẽ nhà ship tận nơi cho anh chị. Bò em chuẩn bị lên xe giao cho anh khách nè, về huyện Lai Dung tỉnh Đồng Tháp. Nguyên cái lô này kéo lên đi, đóng đi đàng hoàng nha. Rồi lên nè, nhảy xuống hũ. Trời ơi, chú đứng cột chứ. Đứng cột gì? Trời ơi. Đi. Rồi, xỉu quá. Rồi lên. Xui. Anh bò. Đi xe luôn. Mà, anh chiến sang xuống lên nữa đó. Đừng dắt dư, đủ số thôi, đừng dư nha. Đủ chứ dư kỳ lắm á. Chưa. Đi. Nè, rồi nhảy qua, nhảy qua. Trời ơi, trời ơi, hay ha. Trời ơi, nay huấn luyện dữ ta. Thì chắc là luôn hả? Ừ. Còn cái này. Còn cái này hả? Ừ. Với trong hành chưa? Đúng cái này nữa mà. Đúng cái này nữa. Ờ, vậy là giáp ganh xe đét cái gì? Giáp đổ qua chút. Ờ. Ừ.
không nặng rồi. Không ra được rồi. Chạy chú ơi, chú đi con cũng được. Ừ. Ờ. Chú đi con gì con chú chạy chú đi. Rồi vậy đó. Dạ. Vậy đi là ok. Ê. Ưng nào bắt luôn chú ơi. Hả? À? Ưng nào hút luôn. Anh về mốt. Mốt anh xuống chiến nữa. Ừ. Trại bò tư chiến trở lại video hôm nay, kính chào cô chú anh chị gần xa. Hôm nay là ngày 1 tháng 4 năm 2024. Bò em chuẩn bị chút xíu lên xe giao cho anh khách này ở huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp nè. À, xuống bắt bò mổ béo, bắt nguyên cái lô bò B nè. Anh mượn số dàm ta nghe. Nè. Trời ơi, anh mượn số dàm nguyên cái lô bò đứng xếp hàng thấy thương ơi, quá trời nè. À, bắt nguyên cái lô này về Lai Dung Đồng Tháp ha. À, về Đồng Tháp. Tân Hòa Lai Dung Đồng Tháp. Tân Hòa Lai Dung Đồng Tháp. À, mà anh chị gần xa nuôi bò đánh trại em xem ân ý chuộng chốt con nào cái xe nhà ship tận nơi cho anh chị ha. Nè. Nguyên cái lô bò này về Đồng Tháp anh chị. Quá trời. Đâu bằng cái con máy. Rồi nguyên cái lỗ bò này em mới về với bò mày lỗ. Mấy bò lỗ. Bò em chuẩn bị chút xíu lên xe giao khách huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp. Anh bắt xong rồi cái anh mượn sổ dàm. Sổ dàm nguyên cái lô này trăng luôn. Mấy chỗ rồ mà còn rúm rúm máu à. Sổ dàm hết luôn. Lô bò lỡ lứa anh chị. Sổ dàm ở trên ha. Về Lai Dung Đồng Tháp. Đi. Đi. Con nó cũng cả con bự ngoài này vậy. Dạ. Con nó cũng cả con này vậy. Con hơi nhiều à. Nhỏ. Nhiều lắm. Tại dưới đường cái mà. Đó ngồi ra nhiều. Nói giá tiền biết rồi. Còn chị anh chị này ở Vĩnh Long đang coi bò. Cái này Đồng Tháp. Tháp, cái Đồng Tháp. Trại bò tư chiến trở lại video hôm nay, kính chào cô chú anh chị gần xa. Hôm nay là ngày 1 tháng 4 năm 2024. Bò em chuẩn bị chút xíu lên xe giao cho anh khách này ở huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp nè. Xuống bắt bò mổ béo, bắt nguyên cái lô bò B nè. Anh mượn số dàm ta nghe. Nè. Trời ơi, anh mượn số dàm nguyên cái lô bò đứng xếp hàng thấy thương ơi, quá trời nè. Bắt nguyên cái lô này về Lai Dung Đồng Tháp ha. Về Đồng Tháp. Tân Hòa Lai Dung Đồng Tháp. Tân Hòa Lai Dung Đồng Tháp. Mà anh chị gần xa nuôi bò đánh trại em xem ân ý chuộng chốt con nào cái xe nhà ship tận nơi cho anh chị ha. Nguyên cái lô bò này về Đồng Tháp anh chị. Quá trời. Đâu bằng cái con máy. Rồi nguyên cái lô bò này em mới về với bò mày lỗ. Mấy bò lỗ. Con bò em chuẩn bị chút xíu lên xe giao khách huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp. Anh bắt xong rồi cái anh mượn sổ dàm. Sổ dàm nguyên cái lô này trăng luôn. Bắt nguyên con ngoài này mấy số rồ mà còn rúm rúm máu à. Sổ dàm hết luôn. Lô bò lỡ lứa anh chị. À, sổ dàm ở trên ha. Về Lai Dung Đồng Tháp. Đi. Đi. Con nó cũng cả con bự ngoài này vậy. Dạ.
nhỏ hơn Hiếu. Còn chị anh chị này ở Vĩnh Long đang coi gò. Xe này Đồng Tháp. Đồng Tháp.